Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 21 tháng 9, cũng là Chủ nhật. Thì theo thường lệ, chúng ta có trao đổi về vấn đề Phật Pháp. Thì hôm nay chúng ta tóm lại về 15 hạng chúng sanh. Đó là cái nền tảng mà tôi giảng hai mấy gần 30 năm nay, bao gồm tất cả Phật Pháp từ Nguyên Thủy Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa. Nếu do đó cũng là gom lại trong cái tiến trình năm uẩn một cách rõ ràng. Nếu chúng ta nắm rõ, chúng ta có thể đi sâu vào tất cả các tông phái của Đạo Phật. Thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt trả bài vừa về cái Đạo Phật, tức là về A-la-hán và Như Lai, hay nói đúng là về hướng tượng giới và bản thể, hay còn kêu là chu kỳ và sát na, hay còn gọi là tư tưởng và bát nhã, hay còn gọi là sự trói cột và giải thoát. Có nhiều danh từ lắm, nhưng mà nó cũng vậy thôi. Tức là thế giới của chu kỳ, thế giới tư tưởng là thế giới của điều kiện, thế giới có sanh và bệnh chết, và thế giới của tịnh độ, cái kia là thế giới quế độ, đòi hỏi phải điều kiện. Và thế giới tịnh độ thì lại phi điều kiện, là thế giới của các bậc thánh. Thì tôi thường thí dụ thế giới của điều kiện nó giống như là sóng, và thế giới của phi điều kiện giống như là nước hay là dòng nước. Thì nó khó khăn một cái là thế giới tư tưởng nó không ngoài thế giới bản thể, không ngoài bát nhã, cũng như sóng không ngoài dòng nước. Nhưng sóng thì có sự thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, còn dòng nước thì nó chẳng có điều kiện, nó không có sanh lão bệnh tử gì hết. Nhưng sóng phải nương vào dòng nước để phát hiện. Thì chúng ta bây giờ đang mang cái xác thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức đều là cái tiến trình của sống, của sống. Thì ngay trong đó chúng ta làm sao nhận lại cái dòng nước là phi phi ngũ uẩn, thì ngay đó chúng ta giải thoát. Thành ra đối đạo Phật, vấn đề luân hồi sanh tử khổ là ngay trong xác thân này, mà vấn đề thoát luân hồi sanh tử khổ cũng ngay trong xác thân này, khác nhau ở cái nhận thức mà thôi. Nhận thức như thế nào thì chúng ta sẽ bị địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi nhận thức như thế nào chúng ta sẽ cao thượng, mang cái xiềng vàng là cõi người, trời dục giới, sắc giới và vô sắc. Đó là con đường của chu kỳ, của tư tưởng, của luân hồi sanh tử khổ, của điều kiện, của quế độ. Có nhiều danh từ lắm để rồi chúng ta mới hiểu được. Thì cái con đường giải thoát, con đường tịnh độ, tịnh độ đối với quế độ, giải thoát thì đối với trói cột, mà tư tưởng thì đối với bát nhã, thì nó đi đôi, nhưng mà ở trong đó nó dính liền nhau. Thì nếu chúng ta nhận thức sự vật một cách lờ mờ thì chúng ta cải sửa, thì đó là con đường luân hồi sanh tử bắt đầu từ cái lờ mờ. Mà lờ mờ đạo Phật thường kêu là vô minh, Lão Tử thì kêu là hỗn độn, còn khoa học thì kêu đó là vô thức hay là năng lực đó. Thì còn giải thoát là
một trạng thái sáng tỏ. Đó thì chúng ta khác nhau ở cái nhận thức thôi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cõi quế độ, tức là thế giới của tư tưởng, thế giới của chu kỳ, thế giới của đau khổ mà hiện giờ chúng ta đang sống trong đó. Rồi chúng ta sẽ qua bát nhã, cũng ngay trong thế giới tư tưởng đó mà chúng ta thấy rõ được cái diễn biến, cái tiến trình của nó một cách rõ ràng. Chúng ta không cần phải sửa, phải cải sửa, không cần phải tu tập, không có pháp môn, không có thầy, không có từ từ, không có la rai, chỉ nhận một cách lặng lẽ, không phê phán, không chỉ trích, không cải sửa, thì cái nhận thức này là đạo Phật. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua những cái cuộc đối thoại giữa các thánh tăng và phàm phu. Đó là cái cuộc đối thoại của Huệ Năng, tượng trưng cho thánh tăng và quyền gia. Rồi sau đó kế đó là cuộc đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma là thánh tăng và Lương Võ Đế là ông vua. Nếu có thì giờ tôi kể tiếp nữa, câu chuyện đó mới có phân nửa thôi. Còn sau giữa Bồ Đề Đạt Ma và Thần Quang thì câu chuyện mới chấm dứt. Rồi chúng ta sẽ trả bài theo cái nhận thức 15 mạng chúng sanh. Chúng ta giải thích coi cái cuộc sống như thế nào, mà không phải cuộc sống của quyền giác Bệ Năng, cuộc sống của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế, mà chính là cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của muôn đời mãi mãi về sau thì nó cũng vậy thôi. Thành ra cái khó nhất của đạo Phật là vấn đề nhận thức, hay là chúng ta còn kêu là vấn đề hiểu biết. Đạo Phật dùng danh từ cô đọng là cái tâm, là cái tâm. Rồi thì bây giờ tôi bắt đầu tóm lại một cách đơn sơ, vì thời giờ nó không có, mà tôi đã giảng nhiều lần rồi. Đây tôi chỉ đó tóm tắt một cách đại khái thôi về cái vọng tâm, tức là thế giới của tiến trình năm uẩn. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua thế giới của giải thoát. Thì nó cũng nằm ngay trong đó để chúng ta thấy rằng bốn đường ác thì sau khi mà người trời thấy rõ cái đê tiện, cái hèn hạ, cái đê tiện của nó, thấy một cách lờ mờ thì có thể bắt đầu tu tập cải sửa, từ từ tiến hóa lên cõi người ba giới và cõi trời năm giới và tập tu tứ thiền. Mà thấy lờ mờ đó là vô minh. Thì có nhiều pháp môn, vô lượng pháp môn, mà trong kinh nói là 84.000 pháp môn. Thì lúc đó nhập lưu thấy rõ không có pháp môn. Thành ra các ngài không chạy trốn, các ngài không tu tập, các ngài chỉ thấy rõ nó thôi. Thì các ngài ở trong nó mà không dính mắc, không dính mắc, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn, gọi là Phật. Còn thấy lờ mờ mới chạy trốn, dùng pháp môn, có đạo sư, có từ từ lai rai, thì cái đó là chạy trốn. Có nhiều cách chạy trốn, nhưng mà cách nào rồi cũng lẫn quẩn thôi, được nhất thời. Rồi tới cõi trời sắc giới mới thấy được, thấy một cách lờ mờ về vấn đề kém khuyết của người và trời dục giới. Các ngài mới dùng cấp tu tập tập trung kỹ mạnh lâu sâu để tiến hóa chạy trốn lên cõi trời sắc giới, tức là sơ nhị tam thiền. Thì mấy cái đó tôi đã có giải thích rành rồi, do tôi chỉ nói đại khái thôi. Còn quả thánh nhất giảng lai thì các ngài thấy rõ, thấy một cách rõ, tức là thấy bằng cách giải thoát, thấy bằng bát nhã cái diễn biến của người và trời dục giới, cho nên các ngài không chạy nữa. Thì các ngài ở trong người và trời dục giới, các ngài không dính mắc. Nhưng tới sơ nhị tam thiền các ngài không thấy rõ, cho nên các ngài phải đầu thai vào sơ nhị tam thiền. Đó là quả thánh thứ nhì. Tóm lại là quả thánh thứ nhất là nhập lưu, thấy rõ bốn đường ác mà không thấy rõ người và trời dục giới, cho nên các ngài phải luân hồi sanh tử vào cõi người và trời dục giới.
Nhưng mà bốn đường ác là vĩnh viễn không còn đầu thai vào đó nữa. Còn người và trời dục giới, người đây là ba giới, trời dục giới là năm giới. Đó là cái giới của thân và tập tu tứ thiền. Rồi quán xét cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà quý Phật tử đã trả bài rồi. Năm giới đó. Rồi các ngài thấy lờ mờ. Lờ mờ là vô minh đó. Các ngài mới chạy trốn vào đó. Rồi sau khi tu tập tập trung kỹ mạnh lâu sâu, các ngài thấy người trời cũng không ổn, các ngài mới chạy lên sơ nhị tam thiền. Còn có quả thánh thứ nhì là nhất vãng lai, thì thấy rõ cái chỗ sơ hở, cái mấu chốt, cái diễn biến của người và trời dục giới, cho nên các ngài không dính mắc ở đó nữa. Nó khác với sơ nhị tam thiền. Nhưng các ngài không thấy rõ được sơ nhị tam thiền, cho nên các ngài phải bị đầu thai vào đó. Nhưng vĩnh viễn người và trời, các ngài không còn đầu thai vào đó nữa. Rồi tới tứ thiền sắc giới, nhìn thấy cái chỗ sơ hở, cái chỗ mà không an ổn của sơ nhị tam thiền, thấy mà thấy không rõ, thấy lờ mờ, thì chúng ta kêu vô minh đó. Các ngài mới tu tập tất cả pháp môn để dọt lên khỏi tứ thiền. Còn bất lai quả thánh thứ ba thì thấy rõ cái diễn biến của sơ nhị tam thiền, cho nên các ngài không dính mắc ở trong đó. Nhưng qua tới tứ thiền các ngài không thấy rõ được, thành ra quả thánh thứ ba phải đầu thai, phải luân hồi, phải dính mắc vào tứ thiền sắc giới. Thành ra tứ thiền sắc giới và bất lai giống hệt nhau. Còn sơ nhị tam thiền với nhất quả thánh nhất vãng lai giống hệt nhau. Thành ra nếu chúng ta sơ nhị tam thiền, chúng ta nhận mình là quả thánh thứ nhì nhất vãng lai, thì cái đó kêu là ngũ ấm ma. Còn nếu chúng ta đạt được tứ thiền sắc giới mà chúng ta cho mình là thánh thứ ba, thì chúng ta lọt vào ngũ ấm ma của thọ ấm. Đại khái nó là như vậy. Còn nếu mình ở sơ thiền, nhị tam thiền, mình biết đó là sơ nhị tam thiền, thì không lọt ngũ ấm ma. Thành ra khi mà chư Phật tử tu vào cái thế tập trung, thấy cảnh giới này, cảnh giới khác, thì nó không tốt mà cũng chẳng xấu, chứng tỏ cái tâm mình đã nhất niệm. Nhưng nếu nhận là bất thánh thì ma quỷ nó sẽ phá và mình có thể bị điên loạn hoặc là tẩu mã nhập ma. Thì cái đó tùy theo người tu tập. Còn nếu mình có giáo pháp mà mình không nắm được cái bất tử, cái Phật tánh, cái giải thoát, thì bắt đầu mình tiến quá lên nữa. Rồi có đó tùy ở mình. Thành ra nói ma quỷ nó phá người tu thì thật ra không phải ma quỷ. Ma quỷ thì có, nhưng mà phá là do mình. Mình có tư tưởng xấu, mình tư tưởng lầm lạc, thì nó nương cái tư tưởng là nó để phá. Để phá nhất là thời buổi này thì chúng ta thấy là Phật tử đa số là bị ma nhập, ma phá, là bởi vì không giữ giới, giết loài thú nhiều quá. Mà chúng ta thấy loài thú thì nó cũng có linh hồn, mà nếu mình giết thì cái linh hồn đâu có giết được nó, thì nó phải theo nó phá mình. Mà nếu mình tu thiền, mình giữ giới kỹ, định lực mạnh mạnh, thì nó không làm gì mình được. Thành ra cái vấn đề giữ giới là vấn đề quan trọng nhất cho người sơ cơ. Cho tới quả nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai cũng còn nằm trong vấn đề giới. Bởi vì nhập lưu chúng ta thấy là bất quá là không dính mắc vào bốn đường ác. Nhưng mà đến cõi người trời các ngài cũng còn lờ mờ, thành ra phải bị đầu thai vào cõi người trời. Nhưng vĩnh viễn bốn đường ác không bị xa đọa. Còn người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc,
vẫn có thể bị rớt xuống cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì cái bát nhã với cái tư tưởng nó khác nhau chỗ đó. Còn Nhất Giảng Lai Hóa Thánh thứ nhì thì các ngài thấy rõ người trời dục giới, cho nên vĩnh viễn các ngài không đầu thai về đó. Nhưng về nhị tam thiền thì các ngài không rõ, thành ra phải đầu thai vào đó. Thành ra chúng ta phải thấy cái sự so sánh, nhất là kinh Lăng Nghiêm, giữa người trời dục giới và nhập lưu. Nhập lưu với người trời dục giới giống hệt, mà nếu mình không khéo, mình tu người trời dục giới, mình cho mình là nhập lưu, thì ma nó phá đấy. Cái đó là cái sai lầm, thành ra kêu ngủ ấm ma. Còn nếu mình biết mình người trời dục giới thì ma đâu có phá, mình cứ cắn chặt giới luật thôi thì ma nó không phá được. Nhất là tịnh độ thì ma nó khó phá. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nhờ cái tha lực, cái hào quang của Phật A Di Đà. Còn tất cả pháp môn khác tự tu tự độ, không có nương vào cái tha lực của chư Phật. Cái đó là một cái thiếu kém của tất cả pháp môn khác. Nhưng mà tại sao hồi thời Đức Phật ngài không có chỉ đó? Tới gần cuối cuộc đời ngài, ngài mới dạy về pháp môn tịnh độ. Thì chúng ta thấy nó rõ ràng. Hồi thời Đức Phật là còn mặt trời, Phật Thích Ca thì ma nào dám phá. Còn mặt trời thì không có bóng tối nào dám xen vô hết á, trừ khi mặt trời lặn. Thì bây giờ ma quỷ mới thịnh hành. Thì chúng ta là cái tối, mà không có thầy sáng, không bạn lành thì chúng ta phải chết thôi. Ngoài xưa người ta có nói gần mực thì đen đó, mà còn Phật là gần đen thì làm sao mà đen được. Nhưng mà khi Phật tịch rồi thì còn Thánh Tăng. Thì 500 năm đầu Thánh Tăng rất nhiều, đúng là 1000 năm, như Thâu Người Nữ còn 500 năm. Còn 1000 năm sau là Tượng Pháp, phân nửa đắc quả, phân nửa rớt. Rồi từ 1500 năm về sau là thời Mạt Pháp. Người tu thì nhiều, người đắc quả lưa thưa. Thì hãy lưa thưa mặt trời mà lặn, mà trăng sao cũng không có, thì tất nhiên là bóng tối nó phải hiện thôi. Thành ra thời này là thời có ma quỷ lộng hành. Mà nếu quý vị không cắn chặt giới luật, mà không nhờ tha lực của chư Phật nữa, thì chúng ta dễ bị rơi rớt. Mặc dầu cắn chặt giới luật, nhưng mà giới luật bây giờ không phải là dễ giữ. Chính tôi đó, tôi thấy là tôi lâu mà tới là giữ giới luật, tôi thấy tôi còn khó giữ đấy. Nội cái năm giới không, 10 giới thôi, quý vị thấy là khó giữ. Giới thứ nhất là sát sanh. Thì quý vị thấy người năm giới đó, Đức Phật phương tiện chỗ ăn có 10 ngày, mà có người ăn không được. Mà 10 ngày đó là tuyệt đối không ăn gà, vịt, heo, chó, chỉ ăn tôm, cua, cá, tép. Thì có người không phải mà cho con ăn tả cửa, đừng có cấm tuyệt đối luôn, thì có thể làm được. Như cái bà gì mà ổn lợi Việt Kiều lại tội đó. Tôi nói bà vậy là suốt đời con không được ăn gà, vịt, heo, chó, hay sư 20 ngày mặn đó, thì cô phải ăn tôm, cua, cá, tép thôi. Tôi nói phải. Tôi nói vậy là con giữ không được. Nó không được thì thôi, chứ không biết sao. Được thì bà bị má bắt chứ có gì đâu. Thành ra chúng ta thấy thời mạt pháp này khó tu, khó tu. Và nó có nhiều người, cũng như là có nhiều đứa bé bây giờ đó, nó hư, rồi cha mẹ ở đây không được, thì thôi bỏ luôn. Tôi nói không bỏ được, dẫn vô các sư. Mà nó dễ dãi tới, nó là mắng mà. Mình uống thì được, nhưng mà mình không chịu uống, mình không đủ cái đức đó, thì mình bỏ nó luôn. Bỏ thì nó hư. Xã hội bây giờ là xã hội đang xuống dốc, xã hội sa đọa tới cùng cực. Tới mấy người tu là còn sợ, mà người tu bây giờ cũng sa đọa nữa. Thì tôi biểu dẫn vô đây, thì gần sư là gần ngọn đèn sáng, thì nó cải sửa dễ ợt thôi. Nó hãy rầy chửi nó đi suốt đêm luôn. Mà lời tôi khuyên là
kêu nó lại mẹ lại cha nó đâu có chịu, mà tôi chứng minh là nó lại. Rồi bắt đầu là nó mềm, bây giờ sữa nó dễ ợt, nó bỏ, nó không còn hút thuốc, nít nhỏ bây giờ hút thuốc uống rượu nữa. Mà tôi nói rồi nó bỏ thôi. Rồi nó vô đây, nó ngồi thiền, nó gần gũi với sư thì nó hư được. Còn để gần gũi ở ngoài thì xì ke ma tí rồi nhỏ nhỏ như nó thì nó phải bắt chước thôi. Rồi thành chúng ta phải thấy là thời buổi này rất khó tu. Cái năm giới còn giữ không trọn. Ngao sát sanh mà không phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí mà cúng dường nữa. Trộm cắp là không lấy của không cho, rồi làm sao được. Bây giờ tham nhũng rồi đủ thứ mánh lới đã để mà sống. Cuộc sống bây giờ vật chất lên ngút trời. Người ta thì đủ phương tiện để mà thỏa mãn cái dục vọng. Quý vị ra thấy mấy đứa nhỏ đi học đó 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi mà có điện thoại di động nữa. Tôi thấy nó móc ra, nó đánh tùm lum. Tôi nói trời vậy rồi cái thẻ, cái cào, cái sim vậy đó, nó mua lấy gì đâu mua. Tôi không mới rành, không biết cái kêu, cái cào, cái thẻ, cái sim, tôi nghe kêu tùm lum. Mà tôi có biết gì đâu. Mà nó có đấy. Không biết bao nhiêu cái tiện nghi đầy đủ. Mà con nít mà nó thầy cái điện thoại di động để làm cái gì? Nó đánh đi đâu? Nó đánh được kết bè, kết đảng, kết phe để nhậu nhẹ. Mới 12, 13 tuổi mà biết nhậu, biết thuốc rồi. Thì cuộc đời nó vậy. Mà quý vị muốn vậy là quý vị phải cố gắng cho nó gần thầy sáng, bạn lành. Quý vị biết thầy sáng là ai rồi? Những người tu, những người chân tu. Bạn lành là tự xì cái ma tí. Thì người mẹ lúc còn nhỏ mà dạy nó. Mà tới 90 tuổi, mười mấy tuổi hơi khó dạy, mà vẫn dạy được. Thì nó hư mình bỏ luôn. Tôi nói không có bỏ. Bốn phận người mẹ phải lo hết lòng. Mà không được thì thôi. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi nói vậy đâu, quý vị cũng vậy. Làm sao cố gắng giữ giới cho đến trọn đời. Rồi nhờ cái giới đó mình mới ngồi thiền. Tâm mới thanh tịnh. Hình đó bây giờ có nhiều người ngồi thiền mà không biết ngồi sao nữa. Mà tôi đã dạy rồi, ngồi thiền thì nó dễ. Nó có gì khó, cái lăn lưng cho thẳng thôi. Ngồi kiết già cũng được, bán già cũng được. Nếu kiết già là mình ngồi, mình muốn tu cao á thì nó quân bình. Còn nếu không được, ngồi bán già cũng được. Cái lưng thẳng, làm sao biết là thẳng? Thẳng như tấm vách tường. Thì theo kinh nghiệm của tôi đó, thẳng là cái lưng mình thẳng lên. Mình nhướng lên cho thẳng, mà khi nào thấy cái hậu môn nó tự nhiên đó, thì dùng chữ tự nhiên à, chứ không có nó rút lên, thì đó là thẳng. Rồi ngồi một hồi thấy nó mỏi cái lưng, đó là ngồi ở lưng. Rồi thấy nó nhức cái ngực, thì đó là ngồi cong. Mình để ý. Còn khi mà ngồi thẳng lên rồi thì cái hậu môn tự nhiên nó nhíu lên, nó rút lên cách tự nhiên, thì đó là ngồi thẳng đấy. Còn một hồi nó trùng xuống nữa thì mình ngồi lại thẳng lại nữa. Thì cái đó là cái thân thôi. Rồi muốn bán già kiết già, chân nào lên trước cũng được, nó đâu có khó khăn gì. Còn cái tay thì nếu tay cái chân trái ở dưới thì cái tay mặt ở trên, để sao cho mình thấy thoải mái thôi. Còn cái tay đừng có bắt ấn, đừng có gì hết. Có người hỏi nó bắt ấn không chứ, chéo cái ngón tay này qua ngón tay kia, mình bài vẽ đủ thứ hết. Cái đó không quan trọng. Mà quan trọng ở cái gì? Cái gì nên nhớ tôi giảng hoài, quý vị phải để ý. Quan trọng ở cái tâm. Còn cái thân với cái miệng là cái phụ thuộc thôi. Nhưng mà đầu sơ cơ phải có thân và có hoàn cảnh. Thân với miệng, hoàn cảnh, cái đó là cái phụ thuộc. Nhưng người sơ cơ phải có. Tôi đã giảng hoài, thí dụ niệm Phật thì thân lại Phật, miệng niệm Phật. Thì cái ý quan trọng nhất mới nghĩ tới Phật, nhớ Phật, tưởng Phật được. Còn bây giờ tôi đi, tôi què chân, biểu tôi lại Phật làm sao lại được? Đâu có tội lỗi gì. Nếu bây giờ tôi lại Phật một ngày trăm lại, một ngàn lại, mà tôi cứ nhớ con cháu thì ăn thua gì. Mà nếu tôi què tôi có thể không lại, nhưng bây giờ tôi cũng ít có lại Phật. Miệng niệm Phật là để cái tâm nhắc đó, bây giờ tôi cũng đâu có niệm Phật. Thành có gì cái tranh là niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm sáu chữ, niệm bốn chữ, niệm lần chuỗi, niệm không lần chuỗi, cái gì không nắm được cái ý của tôi. Tôi giảng là tôi giảng có cốt lõi không? Thì có đó chính trong kinh. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì ý nghiệp là bao trùm hết tất cả. Nắm được ý rồi thì thân với miệng không quan trọng. Nhưng người mẫu giáo thì phải nhờ thân, nhờ khẩu.
khi lên lớp cao rồi, cũng như quý vị đánh dần, thì nếu mà lớp mẫu giáo không đánh dần, không đọc chữ được, mà khi đã đọc chữ quý vị còn đánh dần là quý vị không thể làm tác văn được, không thể làm văn được. Mình phải hiểu cái đó. Thành ra quý vị nhớ cái cốt lõi tôi, mấy cái bài trả của quý vị đó là lọt vào trong cái bẫy của tôi hết đó. Để nữa rồi tôi kết luận tôi chưa nói gì hết, nhưng mà tôi đã giảng nhiều rồi. Tôi biểu trả bài là cái cốt lõi của tôi đó là nắm 15 mạng chúng sanh, tức là đửa tư tưởng và bát nhã. Chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu quý vị theo tư tưởng là quý vị tiếp tục luân hồi theo quý độ, còn bát nhã là quý vị qua tịnh độ, quý vị sẽ giải thoát. Mà giải thoát ở đâu? Ngay bây giờ tại đây. Chứ quý vị đừng có mong là sanh về xứ Cực Lạc, đó là cái phụ thuộc thôi. Bây giờ quý vị không ở Cực Lạc thì chết làm sao quý vị Cực Lạc. Tôi là cái hiện tại, mà hiện tại tôi còn không dự ý, tôi muốn cái hiện tiền. Mà hiện tiền không được thì hiện tại cũng được. Mà hiện tại thì sanh về cõi trời, thêm cái pháp nguyện nữa, thì cái đó là cái cuối cùng của tôi. Thì để quý vị trả bài tôi coi cái quý vị có nắm được ý tôi không. Thì tôi thấy có hai ba người nắm được tôi, cái đó để rồi hết rồi tôi kết luận nha. Đó là xong. Vậy thì đây tôi muốn nói rằng 15 hạng chúng sanh đây đó là bên quý độ có 8 hạng thôi. Một là địa ngục, hai ngạ quỷ, ba súc sanh, bốn atula, đó là bốn đường ác. Năm là cõi người, sáu là cõi trời. Đó là theo trong kinh Tiểu Thừa, Đại Thừa. Nhưng mà tôi kêu lục đạo luân hồi đó, sáu nẻo. Nhưng mà tôi thấy cõi trời mà có một thì tôi thấy nó kẹt quá. Cõi trời tôi chia ba: trời dục giới, trời sắc, trời vô sắc. Nói tóm một là không được, bởi trời dục giới có năm giới, trời sắc giới tám giới, trời vô sắc là mười giới. Ba cõi này là quyết định cái vấn đề luân hồi sinh tử, giải thoát cũng nhờ ba cõi này. Thành ra tôi thêm hai nữa là tám cõi bát đạo luân hồi. Thì quý vị thông cảm hiểu cho tôi. Thì chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, sâu xa những cái mánh lưới và những khúc búa, những cái mánh khóe của tám cõi này. Mà khi hiểu cho rõ ràng rồi thì cái đó là bát nhã. Còn hiểu mờ mờ thì đó là tư tưởng. Hãy mờ mờ đó thì sanh nghi. Mà sanh nghi thì tội liền sanh. Luân hồi sanh tử là do nghi, mà nghi là tại vì mờ mờ. Còn có gì còn hỏi không? Có ông Dưỡng hỏi mờ mờ từ đâu mà có, thì cái đó chúng ta giải quyết sao? Thì đó là cái mấu chốt. Vừa nãy có ông gì rồi đi xe hơi với tôi, thì muốn kiếm nguyên nhân đầu tiên của luân hồi sanh tử. Cái này không phải là chúng ta, mà ngàn xưa bây giờ thì các tổ cũng đau đớn và khắc khoải, là nhức nhối, trăn trở vì vấn đề nguyên nhân đầu tiên. Thì chúng ta để riêng đi, bữa nào tôi cũng có giảng rồi, nhưng mà nó quá khó giảng và khó hiểu. Tôi đã có lấy nhiều cái thí dụ rồi, thì có đỡ để chúng ta trả cái này trước đi. Chúng ta hiểu được cái tiến trình, cái diễn biến của tư tưởng từ địa ngục qua ngạ quỷ, qua súc sanh atula, qua người, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc, tám cõi, tám cõi quế độ. Thì tám cõi này do thấy mờ mờ, tức là cái nền tảng của tám cõi này đều là vô minh. Mờ mờ là vô minh, thì lão tử kêu là hỗn độn, khoa học kêu là vô thức. Nghe không? Thì nó kêu nhiều danh từ lắm. Còn chúng ta thường kêu là quế độ, cái cõi dơ giấy. Tư tưởng thiện ác gì đều cũng là vô minh hết. Vì vô minh cho nên chúng ta muốn thành công, mà thành công thì tham, mà không thành công, thất bại thì sân. Thí dụ bây giờ chúng ta muốn có vàng, chưa có thì chúng ta ham muốn là một cái tham. Khi có rồi thì sợ mất, thêm một cái tham. Mà khi nó mất thiệt thì lại đau khổ rồi cái tham nữa. Còn muốn mà không được thì sân. Mà muốn giữ cho nó còn hoài mà nó không còn thì sân. Thành ra chúng ta luôn luôn sống với cái tham và cái sân. Thí dụ đi thi thì quý vị muốn làm sao thi đậu được bằng cấp, thì
thì trong lúc chưa thi thì cái mong muốn này lên là đã một cái đau khổ rồi. Cái mong cầu là đau khổ. Rồi đi thi mà đậu, mừng, tham, rớt, sân. Rồi được người ta khen, tham. Rồi giữ hoài được không? Còn nó mất, còn khổ nữa. Thành ra cuộc đời chúng ta cứ luôn luôn sống dưới cái đau đớn, cái tham và cái sân. Mà tham sân do đâu? Do cái mờ mờ. Khi thấy rõ rồi chúng ta đâu còn vấn đề không còn đặt là được hay không được. Mình thấy vàng là có giá trị, nhưng thật sự vàng có giá trị không? Nếu mình thấy rõ, mình thấy rõ là cái lòng ham muốn không còn. Nhưng làm sao để thấy rõ? Thì cái này là cả một vấn đề chúng ta bàn khi khác. Hôm nay chúng ta chỉ biết cái tiến trình diễn biến từ địa ngục mà khoa học kêu là vật lý, cho tới sinh lý, địa ngục, vô gián và hữu gián theo duy thức. Rồi nó tiến lên tới cảm giác là ngạ quỷ. Rồi cảm giác bắt đầu tiến hóa lên tới súc sanh là tư tưởng. Điều hoàn toàn nằm trong cái mờ mờ, như là vô minh. Vô minh là cái nền tảng, mà vô minh từ đâu có thì cái này chúng ta để riêng, để bàn riêng một cái nữa. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu cái tiến trình tiến hóa của quế độ, của sự đau khổ, của tư tưởng. À, có nhiều danh từ lắm, nhưng mà chúng ta kêu để chúng ta biết thôi. À, thì đằng đầu là vật lý, tức là địa ngục, vô gián, chưa có cái biết, chưa có sự sống. Thì chúng ta nhìn chung quanh cái nào mà chưa có cái biết, chưa có sự sống, thì cái đó đều là địa ngục hết. Chẳng hạn dầu, dép, ly, ca, quần áo, gốm, giày, dép, tất cả những cái này đều là vật lý, tức là địa ngục, vô gián, không có cái biết, không có sự sống. Còn tới cái gì là địa ngục, hữu gián, là có gián đoạn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có cái sự sống mà chưa có cái biết. Tôi đã giảng nhiều rồi, đây tôi nói sơ thôi. Còn cái thứ ba là khi vật lý mà tiếp xúc, đạo Phật kêu là duyên khởi, hai cái gặp nhau, thì cái vật lý sẽ nằm trên sinh lý. Con mắt tôi trồng đen, thì khi tôi nhìn thấy cái ca thì cái ca sẽ nằm trên trồng đen. Thì cái trồng đen bắt đầu có một cái cảm giác lờ mờ, thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Chưa có tư tưởng, cảm giác nó khác tư tưởng, cảm giác là nhận sự vật. Con mắt nó chỉ nhận sự vật. Còn khi cái tiếng mà tôi gõ như thế này, nó tới cái lỗ tai nhận cái tiếng, mà tiếng gì chưa biết. Con mắt nhận sự vật, mà sự vật gì chưa biết. Cái lỗ mũi khi có cái mùi tới, mùi dầu thơm hay mùi là phẩn thối, nhưng mà nó không phân biệt mùi gì, chỉ biết là có cái mùi nằm trên lỗ mũi, thì đó là ngạ quỷ. Cái lưỡi mình khi mà để cục đường lên thì nó nhận biết có vật, nhưng mà ngọt hay chua nó chưa biết, thì cái đó là ngạ quỷ. Cái thân khi rồi xúc chạm một cái vật gì, chẳng hạn như cái đồng hồ hoặc là cái ấm nước, thì nó chỉ nhận có vật, chứ vật đó là nóng mềm nó chưa biết, thì cái đó là ngạ quỷ. Thì nó nghĩ là dẫn một cách lờ mờ, mà lờ mờ là vô minh hạn nặng. Rồi năm cái đó đưa lên trên đầu này, chưa cái ốc đó chưa có dây thần kinh nhá, tức là súc sanh đấy, nó chưa có dây thần kinh, chưa có dây thần kinh, nó chỉ có cái đầu thôi. Còn ngạ quỷ là cỏ cây, nó chưa có đầu. Chúng ta nhìn cái cây đâu có đầu, nó đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi gì đâu, nó chỉ có cái gốc cây ở dưới. Mà chúng ta kêu cái cảm giác của nó là thọ thật. Chúng ta để ý mới biết. Đây tôi giảng sơ thôi, tôi giảng nhiều lần rồi, quý vị về ngồi thiền ôn lại. Nội bây giờ ôn cái này rồi đó là mới suy nghĩ cho kỹ, đó là 5-7 ngày cũng chưa hết. À, quý vị không chịu có giao cho tôi không thì không được. Thành ra tôi bắt trả bài là chỗ đó. Rồi bữa nào tôi rảnh tôi trả từng người tôi dí nữa, tức là hỏi vào chiều sâu á, cho thí dụ rồi đàng hoàng như tôi cho thí dụ á. Như vậy quý vị mới hiểu sự vật. Chứ còn cứ để tôi giảng lỗ tai này qua lỗ tai khác là quý vị không bao giờ mà đắc nhập lưu được, không bao giờ đắc thánh quả được. Nào giờ chúng ta tiếp tục theo. Thì loài súc sanh nó có cái đầu, thì chúng ta để ý các dây thần kinh, nghĩa là chưa có dây thần kinh thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nằm ở đâu?
nằm ở trên thân. Mà cái tổ cùng của thân là cái gì? Cái đầu. Thành ra loài thú nó có đầu, thì mắt tai mũi lưỡi của nó nằm ở trên cái đầu, thì cái đầu mới sửa sắc thinh hương vị xúc ra thành ra pháp trần. Cái pháp trần này ít có ai hiểu được, ít có ai giảng giải lắm. Tôi dùng 30, 40 năm tôi nghiền ngẫm hoài, tôi cứ trăn trở hoài sao tôi hiểu. À, thì cái đó kêu là pháp trần. Thành ra khi con mắt mà tôi thấy cái ca, thì cái ca là vật lý sắc trần. Mà khi cái đầu tôi, con mắt tôi mà cái đầu tôi nó tiếp xúc với cái ca trên con mắt thì nó thành ra pháp trần. Thì khi cái ca nó chỉ là cảm giác lờ mờ, khi mà con cái đầu tôi tiếp xúc với cái ca đó nó sửa thành có tướng rõ rệt hơn, thì cái này kêu là xúc sanh. Thành ra cảm giác của ngạ quỷ là chưa có tư tưởng, chỉ có nhận biết sự vật thôi. Còn tới là thú có tư tưởng nhưng chưa có ý chí, biết đây là cái ca, nhưng cái ca này tốt xấu như thế nào, cải sửa cho sơn phết này kia, lấy cái nắp đồ đầy đồ, thì loài thú không biết cái đó. Thành nó có tư tưởng mà chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Quý vị phải ngồi thiền, quý vị phải thấy trong vũ trụ này. Mà nếu quý vị sống như con mắt, thấy sự vật, cảm giác mà chưa có tư tưởng, quý vị hành động liền, thì quý vị là ngạ quỷ. Có, trong đời này có. Có những người mà đói ăn thịt chuột, uống nước rừng mương, quý vị thấy không? Quý vị vô nhà thương Mỹ Hòa thì thấy ngạ quỷ đó, hiện tại. Còn đây nếu quý vị mà tham tiền tham bạc này kêu quý vị điên, cái gì cũng giống mấy mấy ông mà điên ở trong bên ngoài, thì ngay bây giờ thân người mà cái tâm ngạ quỷ. Quý vị đi thăm mấy người điên là trong nhà thương Mỹ Hòa, quý vị thấy đủ hạng người trong đó, bốn đường ác nằm ngay trong đó, quý vị cũng sẽ được như vậy. Nếu quý vị làm ác, đánh cha đánh mẹ, đấu tố cha mẹ này kia, rồi quý vị cũng lọt nằm trong đó. Tôi nói để quý vị biết từng người, nhìn mấy người đó quý vị biết mấy người này là đang ở trong ngạ quỷ, mình thương hại không hết, nhưng quý vị làm sao cứu họ? Cứu họ là quý vị phải biết ai là gia họ và biết cái bài vở cho họ học để họ thoát khỏi cái đó. Còn quý vị giờ còn chưa biết mình làm sao cứu người ta được, thành ra trước tiên quý vị phải cứu mình, đừng để mình lọt vào ngạ quỷ. Rồi bây giờ tới súc sanh thì bắt đầu có cái đầu, nhưng mà chưa có ý chí, nghĩa là không cải sửa được. Chúng ta thấy con chim nó làm ổ, nó 100 năm sau, 1000 năm sau cũng cái ổ đó thôi. Con người không có vậy đâu. Bằng lòng cũng ở hang, ăn lông, ở lỗ, rồi tới nhà lá, rồi tới nhà lầu, bây giờ cả trăm tầng. Con người có cái ý chí, có cái nghiệp. Tôi nói sơ thôi, quý vị sẽ nhìn thấy loài thú, mình sẽ nhìn, mình thấy nó. Rồi nếu quý vị sống vậy là quý vị là thú. Nếu quý vị mà sống không có sự cải sửa, bệnh rồi chết dịu thôi, thì quý vị là thân người mà tâm là tâm thú. Nhưng chúng ta thấy dân tộc thiểu số đa số là vậy, họ ít có biết cải sửa lắm. Một con người mình thì biết cải sửa, bắt đầu là có nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là vấn đề. Bây giờ chúng ta nghiệp nhiều lắm, biết cải sửa. Cải sửa là đầy đủ tiện nghi. Để chi vậy? Để hưởng thụ. Các bậc thánh nhân có cải sửa không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà khác một chút, họ không hề hưởng thụ. Họ nương vào cái nền tảng mà thông minh này để họ bước qua cái bát nhã. Nó khác nhau có một chút thôi. Mà như thế nào mới là thông minh? Thì cõi người chưa, hơi hơi thôi biết cải sửa là khá rồi. Thành ra cõi người bắt đầu có lương lý, có bổn phận, có trách nhiệm, có cha, công ơn cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, xã hội, quốc gia, nhà nước, bổn phận đủ. Đó là một xứng đáng một quân dân. Nhưng chưa có kinh nghiệm. Có nghiệp mà phải có kinh nghiệm nữa. Thì chúng ta thấy những người làm việc đó, có người mình chỉ qua một lần, họ làm còn khéo hơn mình. Có người chỉ làm thất bại phải 5, 7 lần, 9, 10 lần họ làm mới được. Thì cái này là tâm tâm người. Còn tâm cõi trời chỉ một lần họ làm được liền, và có như còn khéo hơn mình chỉ nữa. Thì đó kêu là có ý chí, có nghiệp, mà lại có kinh nghiệm nữa. Nhưng mà kinh nghiệm ấu trĩ,
tức là còn non nớt lắm, thì đó là cõi trời dục giới. Thành ra chúng ta thấy cõi người nó giống như loài thú ấy. Có vợ chồng, có sự giao hộ, có con cái, rồi có chết như con thúi quắc, có lưu là thiêu hoặc là chôn. Còn cõi trời dục giới họ rất đẹp, họ không có ăn tạp như mình nữa, họ ăn bằng mùi hương hoặc là ăn bằng mật bông hoặc ăn bằng không khí mấy ông tiên đấy. À, thì vẫn còn ăn, nhưng họ chết họ có thể biến mất, hoặc là họ có những cái hào quang, họ rất là đẹp, rất là đẹp. Chúng ta kêu là tiên, tiên giáng thế. Họ cũng còn đoàn thực, đoàn thực là ăn từng viên rồi dò xuống rồi tiêu hóa rồi ỉa ra, rồi thấy cái này không yên họ mới tiến vào cõi trời sắc giới. Thì cõi này ngon đó, đâu phải giữ tám giới, tức là không bao giờ có vợ chồng nữa. Hay đúng là không có nam căn nữ căn, không có đàn bà, không có đàn ông, toàn là trượng phu. Quý vị biết danh từ trượng phu không? Thì thôi cái đó để giải sao, chỉ toàn là trượng phu, không có nam căn nữ căn. Thành ra họ không sống như mình, không có sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà chỉ ăn bằng cái hỷ lạc, chứ không phải bằng mật ong, không phải bằng không khí nữa, mà ăn cái hỷ lạc. Thì quý vị nào ngồi thiền tới nhị thiền tam thiền thì quý vị biết, mà nhị thiền tam thiền của cõi trời dục giới khác nhau được 5-10 phút, 1-2 tiếng thôi. Còn cái kia người ta nhập là 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm, 70.000 năm, thì có đoàn nhập ở trong đó, thì có ngày ăn bằng cái hỷ lạc. Cũng như chúng ta thấy đây, tôi nói sơ ha, ly dục sanh hỷ lạc, đó là niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đấy, 5-10 phút, 1-2 tiếng thôi. Còn định sanh hỷ lạc là cả ngày chìm đắm trong đó, cái tiếng niệm Phật nó vào trong linh hồn, tức là nhập tâm đó, từ trong đó nó phát ra, rồi tư tưởng mình mới tống vô, tập trung nhớ nghĩ kỹ tiếng niệm Phật, tống nó trở vô, rồi linh hồn nó hồn nhiên. Thì tôi nói là quý vị để ý nha, chữ hồn nhiên nó khác mà chữ cố ý tập trung nó khác. Chữ ý tập trung là niệm Phật bằng tư tưởng ý thức, còn hồn nhiên là từ A Lại Gia nó phát ra, mà A Lại Gia không phải giọng nha, mà cũng chẳng phải chơi. Cái đó là tôi có giảng mấy lần rồi, thành ra nghe pháp tôi nó khó hiểu lắm, phải nghe nhiều lần. Còn tư tưởng hoàn toàn giọng, tư tưởng là phải có cố ý để niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, cố ý niệm là tống vô trong linh hồn. Linh hồn trong đó nó có chủng tử thiện ác, nó tiêu diệt một phần còn ít, thì chúng ta phải bền hoài, làm hoài, cho tới chừng mà câu niệm Phật nó nhiều rồi, nó tiêu diệt chủng tử ác lại rồi, A Lại Gia nó đầy, hồn nhiên nó tràn ra. Thì A Lại Gia là chơn giọng hòa hồn, còn tư tưởng là hoàn toàn giọng. Thì tới đây là chúng ta định lực rất mạnh, tự lực chúng ta có thể tập trung và phát nguyện A Di Đà hiện liền. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật chưa đến, chưa chắc giảng sanh, phải nhờ thêm ban hội niệm. Cái này tôi có giảng nhiều rồi. Rồi tới giai đoạn thứ 3, giai đoạn đầu thứ nhì đó, định ly dục sanh ý lạc, là còn ở cái thân ngoài, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Còn định sanh nhị lạc đó là đi vào cái thân trong, tức là các dây thần kinh. Nghe không? Tôi niệm mị 15 phút rồi thì là tôi xong rồi đó. Giờ tới quý vị trả bài, tôi tính giảng 1 tiếng rồi mà tôi chưa kịp gì hết. Nghe không? Thì nói giờ tôi tóm lại một chút. Thì còn cái tứ thiền, cái tứ thiền là hơi khó à. Thì nói sơ thôi. Thành ra cái tam thiền đó là định sanh hỷ lạc, cái nhị thiền định sanh hỷ lạc là chúng ta hưởng cái hỷ lạc ở trong cái thân bên trong, tức là các dây thần kinh. Rồi ly hỷ diệu lạc là tam thiền, chúng ta chìm đắm trong cái lạc. Tôi đã giảng cái hỷ lạc rồi ha, cái hỷ là cái thân bên ngoài, còn cái lạc là cái thân bên trong. Là ly hỷ diệu lạc là bỏ luôn thân bên trong, cái cảm giác vui đó nó tràn hết thân trong.
Rồi bỏ ra nữa, chúng ta không còn thân ngoài, không còn thân trong, không còn hỷ, không còn lạc nữa, mà còn một cái bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thọ cũng là một trạng thái vị lạc nha. Thành ra kêu là thọ bất lạc bất khổ thọ. Thì cái này khó hiểu, nó không thuộc về cảm giác, nó không nương vào dây thần kinh, nó không có thần kinh, không có cái thần kinh bên ngoài, không có thần kinh bên trong, mà là nó siêu lên hai cái đó, nhưng mà vẫn là cảm giác. Chúng ta thường kêu danh từ là cảm giác vững nhưng. Thôi chúng ta sẽ lợi trả lời cái này cho nó sâu hơn, vì đây là bữa nay là phải trả bài thôi, chứ tôi giảng tới giảng lui quay quý vị làm biến quá thì quý vị trả bài. Nhưng mà tôi thấy là hiểu được cái ý của tôi muốn trả bài cốt lõi đó được có 90 người, còn đây ơi có độc đáo nhất thì tôi thấy là có cụ Diệu Thái đó, cụ nắm được cái ý của tôi, còn đa số là cả vài dòng mà không nắm được cái ý tôi muốn nói. Ý tôi nói là muốn đưa về Bát Nhã đấy, đại khái là vậy. Thì cõi đời này quý vị không qua Bát Nhã là quý vị sẽ khổ đau hơn, được hơn là không sống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thân. Trời, bây giờ là cái thời điên đảo vô cùng, mà quý vị cứ cải sửa hoài là quý vị mệt. Quý vị cứ để nó điên đảo, quý vị đừng cải sửa, mà quý vị phải thấy rõ cái diễn biến của mấu chốt đau khổ của nó, quý vị lặng lẽ nhìn nó thôi. Mà nếu không làm được thì quý vị phải nắm cốt lõi của tôi chứ. Tôi không cần làm được hay không, mà tôi muốn quý vị có nắm được cái cốt lõi của tôi nói hay không. Thì tôi thấy mình có gì thôi, tức là cô quan của vậy đó, thì có trả bài thì nó hơi độc đáo. Còn nói rõ nhất thì có ông Thiện Khánh với ông cô Như Đắc, mấy cô đã trình bày cái cách tu rất là sáng tỏ. Còn một số nữa là tôi không nhớ, tôi vậy thôi. Thì bây giờ tôi lặp lại, như vậy thì bốn đường ác, thì người trời thấy lờ mờ cho nên chạy lên người và trời dục giới, thì nhập lưu thấy rõ cho nên nhập lưu với người trời dục giới giống hệt nhau, giống như hai ly nước tôi đã thí dụ rồi. Còn quả thánh rồi trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì thấy cái sơ hở đó mới nhảy lên sơ nhị tam thiền. Còn quả thánh thứ nhì nhất vãng lai thì thấy rõ cái người trời dục giới cho nên không luân hồi vào đó nữa, nhưng mà kẹt cái sơ nhị tam thiền chưa thấy rõ. Thành ra quả thánh thứ hai nhất vãng lai với sơ nhị tam thiền giống hệt nhau. Rồi tới tứ thiền sắc giới thì thấy cái sơ hở một cách lờ mờ của sơ nhị tam thiền mới bắt đầu cải sửa chạy trốn lên khỏi tứ thiền. Còn Bất Lai thấy rõ ràng không chạy đâu hết, nhưng mà qua tứ thiền Bất Lai ông thấy rõ. Okay. Thành ra Bất Lai phải luân hồi về tứ thiền sắc giới. Bất Lai giới tứ thiền sắc giới giống hệt nhau đó, quý vị phải biết. Còn tới A La Hán đó thì các ngài mới thấy rõ tứ thiền sắc giới, tứ không và ngã mạn tức là mạt na và vô minh tức là những chủng tử dưới hình thức năng lực ở trong A La Gia. A La Gia phức tạp lắm nha. A La Gia khi nó sao động thành mạt ma, mà mạt na khi nó đứng lặng nó thành A La Gia, nhưng mà đó chỉ là phần vô minh tức là vọng tưởng kiên cố ở trong A La Gia chứ không phải A La Gia. Chúng ta phải hiểu cái đó, cái mờ mờ mà khi sao động nó biến thành chủng tử, nó tạo thành cái hư không vô biên. Thì tôi giảng hoài thành ra cái A La Gia này nó phức tạp, khi nào đó tôi sẽ giảng lại, đại khái là như vậy. Thì cuối cùng A La Hán mới thấy được toàn diện. Thì A La Hán với Bất Lai, Nhất Vãn Lai với Nhập Lưu nó giống hệt mà nó khác. Tất cả đều là vô lượng vô biên. Nhưng A-la-hán là đứng lặng bất biến, đó là nước, tôi thường ví dụ. Còn khi mà do một cái niệm bất giác
căn bản đó thì nó xuống a la da là đứng lặng chuyển biến. Mãi đứng lặng thì không có tướng, còn chuyển biến thì có hình. Còn đứng lặng bất biến thì hình tướng mất luôn. Thì cõi này nó kêu là thánh vô học, không còn học cõi gì, nắm được hết tất cả tam giới. Hóc búa cái sự chuyển biến của tam giới tiến triển như thế nào thì có bậc thánh A-la-hán thấy rõ được hết. Cho nên không dính mắc vào tam giới. Rồi khi nó chuyển biến chậm lại thì bắt đầu nó có chuyển biến, nhưng vẫn đứng lặng. Đứng lặng thì không có tướng, tức là không có không gian, mà chuyển biến thì có thời gian. Thời gian này là thời gian tuyệt đối, tức là không cần đối tượng. Rồi nó chuyển biến chậm nữa, cái đó kêu là linh hồn đó, tức là hư vô di tế. Hư vô di tế khác, cái linh hồn nó hơi khác, nhưng nó cũng là một cái thôi. Bữa nào chúng ta giảng lại. Rồi nó chuyển biến chậm nữa thì thành hư minh lê lói chiếu soi. Thì cái hư vô di tế này cái chỗ đắc quả của Bất Lai. Còn khi nó thành hư minh lê lói chiếu soi thì nó là cái chỗ đắc quả của Nhất Vãng Lai. Thì nó dung thông với cảm giác, cảm giác sơ nhị tam thiền. Còn khi nó chuyển biến chậm nữa thì bắt đầu nó có hình, nó bớt cái hào quang, thì nó sẽ dung thông với bốn đường á, nó dung thông với người trời dục giới. Thành ra người trời dục giới với cái quả nhập lưu là dung thông giống hệt nha. Thôi đại khái là như vậy, nghe không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trả bài, nghe không? Thì tôi dặn là còn 5 phút nữa, nghe không? Là 3 giờ, tức là tôi dặn 50 phút. Thì bây giờ tôi bắt đầu kể lại những câu chuyện mà quý vị phải trao đổi với tôi, phải trả lời. Thì cái thứ nhất